Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Phong Thủy Lộc Tài, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, bên cạnh cửa chính, cửa sổ có vai trò hết sức quan trọng, ảnh hưởng tới tinh thần, sức khỏe và tài lộc của gia đình bạn. Cửa sổ được coi như đôi mắt thần của ngôi nhà. Khi con người thường có hành động ngắm nhìn mọi thứ từ bên ngoài, từ khung cửa sổ, hay coi hành động mở cửa sổ là để đón nắng mới, đón luồng gió mới vào nhà. Rõ ràng, cửa sổ có vai trò quan trọng với đời sống tinh thần, mang đến cho chúng ta cuộc sống bớt u ám, quẩn quanh hơn. Nhưng bên cạnh đó, cũng có nhiều yếu tố phong thủy cửa sổ mà bạn cần phải biết để tránh hung khí vận vào gia đình, tiền tài hạnh phúc có thể dần tiêu tán. Bạn nên ghi nhớ những điều sau đây để không phải sau khi thiết kế cửa sổ hoặc điều chỉnh lại phong thủy cửa sổ cho gia đình bạn một cách hợp lý nhất. Xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi. Trước khi đến với nội dung chi tiết, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để có thể nhận được thông báo mới nhất tới từ kênh và biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. Thứ nhất là làm lưới bảo vệ quá dày. Hiện nay, nhiều gia đình dùng lưới bảo vệ bên ngoài cửa sổ. Khi lưới bảo vệ quá dày sẽ gây nhiều bất lợi cho ngôi nhà cả về mặt thẩm mỹ, ảnh hưởng tới tầm nhìn và gây ảnh hưởng xấu về mặt phong thủy. Trong phong thủy, trường hợp này được gọi là bế quan tòa cảm, khiến cho không khí trong nhà luôn tù túng, ngột ngạt và sẽ làm cho ngôi nhà bị vận khí xấu đi. Thứ hai là cửa sổ đối diện hung địa. Nếu như bên ngoài cửa sổ đối diện những nơi âm khí quá nặng như bệnh viện, đền miếu, nhà tang lễ, nghĩa địa, tù ngục, lò mổ, bãi rác, âm khí ở đây có thể theo cửa sổ đi vào trong phòng, gây bất lợi cho các thành viên trong gia đình. Thứ ba là cửa sổ đối diện với tháp nước, cột điện. Tháp nước, cột điện hình thành sát khí. Sát khí này sẽ đi vào nhà qua cửa sổ, ảnh hưởng tới vận thế của gia đình, đặc biệt là vận thế tài vận, sự nghiệp và sức khỏe sẽ bị tổn hại nặng nề. Thứ tư, phía trước cửa sổ có vật che khuất. Cửa sổ thu nạp không khí và ánh sáng vào nhà cũng là một trong những con đường liên kết người trong nhà với thế giới bên ngoài. Nếu như phía trước cửa sổ bị một tòa nhà khác hoặc một ngọn núi che khuất, không chỉ ngăn tầm mắt của người trong nhà mà còn ngăn cả sinh khí và tài khí của căn nhà. Thứ năm, làm cửa sổ mở vào trong. Trường hợp mở cửa sổ vào trong thông thường là cửa sổ sử dụng cánh cửa mở vào trong hoặc các loại cửa hướng vào bên trong nhà. Theo phong thủy, nếu sử dụng loại cửa này sẽ gây nhiều bất lợi cho con đường công danh và sự nghiệp của mọi người trong nhà. Thứ sáu là cửa sổ nhìn thấy dấu hiệu chữ thập ở bên ngoài. Cửa sổ được so sánh với đôi mắt của con người. Nếu cửa sổ đối diện hoặc nhìn thấy dấu hiệu chữ thập sẽ gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của gia chủ, bởi dấu hiệu chữ thập đại diện cho tôn giáo và bệnh viện và là dấu hiệu thuộc về linh hồn trong phong thủy. Nó có thể tác động rất nhiều đến sức khỏe cá nhân, dễ gây kích động và dẫn đến những quyết định sai lầm. Thứ bảy là xây cửa sổ quá lớn. Hiện nay, có nhiều gia đình ưa chuộng thiết kế cửa sổ có kích thước lớn vì nghĩ rằng nó sẽ thu hút được nhiều nguồn năng lượng tự nhiên tươi mới vào trong nhà của mình. Tuy nhiên, cách thức này sẽ làm yếu đi nguồn năng lượng tốt trong nhà về lâu dài và khiến cho gia chủ cảm thấy mệt mỏi, đuối sức và mất đi định hướng. Đây cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến nguồn tài lộc vào nhà của bạn bị suy giảm nặng nề. Khi thiết kế cửa sổ trong ngôi nhà, cần phải cân bằng ánh sáng tự nhiên và tính chất riêng tư của các thành viên trong gia đình. Nếu cửa sổ quá to, ánh sáng tự nhiên lọt vào nhà quá nhiều, nhất là ánh sáng mùa hè, mọi người sẽ cảm thấy căng thẳng và bức bối. Do đó, gia chủ cần cân nhắc thật kỹ lưỡng về kích thước cửa sổ trong gia đình để tránh những bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày, tránh được những bất đồng, mâu thuẫn do phong thủy xấu của cửa sổ gây ra. Để khắc phục lỗi phong thủy về cửa sổ này, các gia đình có thể dùng những vật trang trí để che bớt đi ánh sáng tự nhiên xâm nhập vào cửa sổ, như trang trí cửa sổ với các loại rèm khác nhau, đặt thêm chậu cây cảnh, hoa ở gần cửa sổ hay treo lên cửa sổ những bức tranh, ảnh có ý nghĩa với gia đình bạn. Thứ 8 là bài trí đồ nội thất quay lưng vào cửa sổ. Tại phòng khách, chúng ta thường có xu hướng trang trí nội thất
với những chiếc ghế bành, sofa quay lưng vào cửa sổ. Đó có thể là ý đồ sắp xếp, bài trí nội thất của gia đình bạn. Nhưng về lâu về dài, cách sắp xếp đồ nội thất này sẽ khiến người sử dụng căn phòng có cảm giác bất an, lo lắng hoặc bị tổn thương. Rõ ràng, các món đồ nội thất quay lưng lại với cửa sổ đã tạo nên một vật cản nào đó trong tầm nhìn của bạn, khiến bạn cảm thấy mình không nắm bắt được những điều quan trọng. Chính vì vậy, cần điều chỉnh lại cách sắp xếp đồ đạc trong nhà để chúng ở thế đối diện hoặc ở hai bên cửa sổ. Thứ 9 là kê giường sát cửa sổ. Nhiều người có xu hướng kê giường sát cửa sổ để thuận tiện cho việc nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài hoặc hóng gió đón ánh nắng ban mai vào trong phòng. Tuy nhiên, không phải lúc nào ở bên ngoài tự nhiên cũng có nguồn năng lượng tốt, mà trái lại còn có thể tiềm ẩn năng lượng xấu, khí độc ảnh hưởng tới tinh thần, sức khỏe và tài vận của bạn. Khi kê giường ở vị trí sát cửa sổ, giấc ngủ ban đêm của bạn cũng dễ bị ảnh hưởng bởi những luồng khí không tốt từ bên ngoài, có nguy hại trực tiếp tới sức khỏe. Chính vì thế, để khắc phục tình trạng này, gia chủ cần thay đổi vị trí kê giường. Nếu diện tích phòng quá chật hẹp, gia đình có thể thiết kế thêm rèm cửa bằng vải để buông xuống khi ngủ. Thứ 10 là làm cửa cản sáng. Bạn không nên treo rèm quá dày hoặc không nên đóng cửa sổ kín mít, khiến cho không khí và ánh sáng không lọt được vào trong phòng. Điều này cũng dễ khiến người trong nhà bị ốm đau, bệnh tật. Tuy nhiên, khi thiết kế cửa sổ, bạn cũng nên đảm bảo thiết kế cửa khi đóng được kín gió, đặc biệt là cửa phòng ngủ, tránh cho người sử dụng phòng bị cảm lạnh. Đặc biệt là kỵ sau chỗ ngồi có cửa sổ. Nếu kê bàn làm việc theo lối này, người ngồi sẽ ngăn đường đi của gió và ánh sáng, theo cách nói của phong thủy là chặn lại sự lưu thông của khí, biến sinh khí thành sát khí. Người ngồi làm việc ở tư thế này trước sau cũng bị suy vi. 11. Là đặt cửa sổ ở nơi tài vị. Hướng quan trọng nhất trong phong thủy của phòng khách đó là tài vị. Nó liên quan tới sự hưng suy về tài vận, sự nghiệp, danh tiếng của cả gia đình. Do đó, bố cục và bài trí tài vị không được bỏ qua. Vị trí đẹp nhất của tài vị là góc chéo của cửa ra vào phòng khách. Điều này bao hàm 3 tình huống dưới đây. Khi cửa nhà mở sang trái, tài vị sẽ ở đầu trên góc chéo bên phải. Khi cửa nhà mở hướng giữa thì tài vị sẽ ở khoảng phía trên góc chéo. Vị trí tài vị được xem là nơi để tích tụ tài vận trong nhà. Nếu cửa sổ đặt ngay ở vị trí trên tài vị sẽ làm cho vận khí tốt trong nhà nhanh chóng bị chảy đi. 12. Là cửa sổ đối diện với con đường dài và thẳng. Theo kiến thức về phong thủy nhà ở, cửa sổ đối diện với một con đường dài và thẳng được xem là điều không may mắn. Những chiếc xe lái thẳng về phía cửa sổ của ngôi nhà, tình huống này là một điểm báo xấu, sẽ gây bất lợi cho sức khỏe và sự giàu có của gia chủ. 13. Là cửa sổ và cửa ra vào thẳng hàng. Trường hợp cửa sổ và cửa ra vào ở vị trí thẳng hàng nhau sẽ khiến cho những nguồn năng lượng tốt bị thất thoát ra khỏi căn nhà, tài lộc cũng vì thế mà không trụ vững trong nhà của bạn được. Vốn dĩ, phòng ngủ là nơi ẩn chứa nhiều vượng khí của gia đình, nên nếu có tình trạng cửa sổ và cửa ra vào phòng ngủ thẳng nhau thì hôn nhân và tiền bạc của gia đình rất dễ gặp phải những điều không lành. Để khắc phục tình trạng này, gia chủ có thể tạo vách ngăn hoặc dùng cây cảnh bình phong ngăn giữa đường thẳng thông thoáng này. Cách điều chỉnh phong thủy về cửa sổ như vậy sẽ giúp bạn kiểm soát được tiền tài, sức khỏe, may mắn cho gia đình. 14. Để cây cối um tùm che khuất cửa sổ. Nhiều người thích làm vườn để mang đến khoảng không gian xanh mát cho ngôi nhà, nhưng tránh để cây cối quá um tùm làm che khuất ô cửa sổ, bởi điều này sẽ gây cản trở sự thu hút ánh sáng tốt chiếu vào căn phòng, từ đó dẫn đến việc thần tài khó vào nhà, ảnh hưởng tới tài lộc. 15. Là làm quá nhiều cửa sổ. Không nên làm quá nhiều cửa sổ trong một căn phòng, nhất là phòng ngủ. Số lượng cửa sổ trong nhà cũng nên vừa phải, không thừa cũng không thiếu để điều hòa tốt nhất không khí trong và ngoài nhà. Theo phong thủy, căn phòng nào nhiều cửa thì tài lộc trong nhà dễ tán. Nên làm cửa sổ có kích thước và số lượng hợp lý để mọi người luôn cảm thấy thoải mái và dễ chịu khi sinh hoạt trong nhà. 16. Là các cửa sổ đối diện nhau. Với quỹ đất hạn hẹp, nhiều tòa nhà chung cư được xây dựng san sát, vô tình khiến cửa sổ của một số căn hộ đối diện với nhau. Quan điểm phong thủy cửa sổ cho rằng trường hợp này sẽ khiến chủ nhà bị tiêu hao tiền của, dễ dẫn đến phá sản. 17. Cửa sổ không nên quá to hoặc quá nhỏ. Cửa sổ quá to sẽ khiến cho tiết khí bay ra ngoài.
Mùa hè có quá nhiều năng lượng và nhiệt lượng chui vào trong phòng, mùa đông lại khiến cho nhiệt lượng trong phòng biến mất nhanh chóng, không phù hợp với tiêu chuẩn phong thủy là tàng phong tụ khí. 18. Là tránh làm cửa cản sáng. Bạn không nên treo rèm quá dày hoặc không nên đóng cửa sổ kín mít khiến không khí và ánh sáng không lọt vào được. Tiếp theo là đặt cửa sổ ngay tại két sắt hoặc tủ tiền. Đi xem nhà thực tế, ở nhiều ngôi nhà, nhận thấy dù nhà có hướng tốt cho gia chủ về tài lộc, nhưng nếu đặt két sắt vô tình đặt gần cửa sổ thì tiền bạc hao hụt, những vận khí trong nhà cũng nhanh chóng bị chảy đi. Đóng cửa sổ kín mít khiến không khí và ánh sáng không lọt được vào trong phòng. Điều này cũng dễ khiến người sống trong nhà bị ốm đau bệnh tật. Tuy nhiên, khi thiết kế cửa sổ, bạn cũng nên đảm bảo thiết kế cửa khi đóng được kín gió, đặc biệt là cửa phòng ngủ, nhằm tránh cho những người sử dụng phòng bị cảm lạnh. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích về phong thủy, tử vi và tâm linh. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất tới từ kênh Phong Thủy Lộc Tài và không bỏ lỡ bất cứ video nào của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.